ơi, mặt của mình. Xin chào. Khoan đã. Mình thực sự phải đi rồi. Mình quên mất. Mình phải giao pizza nữa. Đây thực sự đúng là hành tinh Dino. Wow. Hả? Cái gì đây? Chuyện gì vậy? Đồ ngu ngốc. Nhìn xem kìa, sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Mọi thứ càng tệ nhanh hơn. Tiếp tục như thế này, cả hành tinh này sẽ trở nên tăm tối. Được, ta sẽ chiến đấu, và bậc thầy Dino sẽ giúp chúng ta. Ê, nè các cậu. Hả? Tôi là bậc thầy Dino, làm ơn đi. Làm ơn thả tôi ra. Các cậu à, sẽ có pizza và phiếu giảm giá. Làm ơn đi mà, tôi phải làm gì đây? Rest. Làm ơn, tôi đến hành tinh Dino để cứu các cậu khỏi thế lực bóng tối. Hay một bữa pizza, phải miễn phí đó. Tất cả các cậu sẽ được ăn miễn phí ở nhà của tôi. Những kẻ đó là ai vậy? Đừng mà, tôi là người tốt mà. Tôi có thể thề. Ký hiệu đó. Ôi không, bộ tộc Spino. Xem họ định làm gì đây? Nè Leo, chúng tôi mới bắt được một tên nhóc đáng nghi lắm. Cậu có muốn xem không? Được rồi, vậy lát nữa. Chào. Tháo nó ra được không? Thiệt đó hả? Tối hồi tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao? Thật là một mớ hỗn độn. Chúng tôi sẽ tập thu đồ của cậu. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về chúng tôi. Nè, chuông báo của tôi. Đây là gì vậy? Nó là của tôi muốn lấy lại. Chuông báo? Chuông báo là gì vậy? Thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu biết. Chuông báo đó là một thứ rất tuyệt vời. Nó giúp tôi biến hình thành một con robot khổng lồ, đồng thời giúp tôi chiến đấu với kẻ thù có Inferno Sway. Tôi có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào bằng cơn lốc xoáy lửa rất tuyệt. Không thể nào tin được. Sao có thể nói cho bọn chúng nghe hết chứ? Vậy các cậu thả tôi ra được chưa hả? Inferno robot khổng lồ. À, tôi đã hiểu rồi. Hắn là nô lệ thầm lặng của vua bóng tối. Hả? Vậy không thả tôi ra sao? Tôi đã nói tôi là bậc thầy Dino rồi mà. Cứ ăn vậy ổn không vậy hả? Thủ lĩnh. Hả? Xin chào. Ông chắc là người nắm quyền ở đây hả? Chắc biết tôi là bậc thầy Dino. Cậu là bậc thầy Dino sao? Một câu chuyện mẹ đặt. Không còn một bậc thầy Dino nào còn tồn tại hết. Sao hành tinh Dino lại không còn bậc thầy Dino nào hết chứ? Cậu thật sự không biết. 10 năm trước, trong một trận chiến, họ đã đều biến mất. Hả? À, không thể nào. Gã con người lùn tanh này ồn quá. Ném hắn cho thú ăn được không vậy? Phải. Làm như vậy đi. Ném hắn là bữa tối cho bọn thú đi. Ném hắn đi. Không, đây không thể nào là chuông báo Dino thật. Chúng có phải đang tìm chuông báo? Hả? Đây rồi. Người quái đồ lễ khi bịa ra câu chuyện như vậy. Con người thấp bé kìa. Mau tránh ra. Hắn có đồng bọn. Bắt lại chúng, tấn công.
Là đồ của ta, cảm ơn nhiều nha. Cho bộ bi liên canh hành động. Dạ, dạ rõ. Mình được cứu rồi, cảm ơn rất nhiều. Không có thời gian cảm ơn tôi đâu. Rồi, vậy xem ra hành tinh Dino rất ngầu. Phải, trước trận chiến nơi này còn tuyệt hơn nữa. Hành tinh Dino mà tôi biết không có nhiều sa mạc rộng lớn như vậy đâu. Cậu biết những bậc thầy Dino trước đây là ai không? Tôi không biết. Họ từng đeo huy hiệu của bộ tộc Spino. Sau đó hình như có điều gì thay đổi. Trong khi tôi đến trái đất tìm kẻ ngốc là cậu. Hả? Các ngươi không thoát được đâu. Hây! Giữ chặt nhau. Thêm một kẻ xấu nữa. Ai trong các ngươi là bậc thầy Dino? Ngươi trước. Chuyện đó liên quan gì tới ngươi chứ? Nó vô cùng liên quan tới ta. Quá tệ. Ta là công chúa của người đó. Để ta dạy ngươi lễ độ. Còn sói robot kia. Dám làm trầy mobilic hành của ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá trên chuyện này. Một cái búa thì có thể gây hại gì chứ? Ngươi phải trả giá chắc chắn luôn. Tiên cực đại. Regina, coi chừng. Ta là người ngươi cần, không phải cậu ấy. Chuyển đổi sai Dino, sẵn sàng biến hình. Regina, có sao không? Tôi không sao. Hả? Sao lại có một con khủng long vậy? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không được phép làm hại bạn của ta. Ta là bạn sao? Chúng ta khởi động trước ha. Núi lửa rừng cháy. Chiêu đó thật là tuyệt vời đó. Phải, cảm ơn vì quá khen. Ta là kiểu người hay gây bất ngờ đó. Tập trung, không có thời gian để đùa giỡn đâu. Cậu đang ở trong trận chiến. Được rồi. Hay lắm. Để ta cho ngươi thấy ta có thể làm được gì. Cái gì vậy? Ta vẫn còn một chiêu khác cho ngươi nữa đây. Chris, coi chừng. Là một vật hỗ trợ nhỏ. Quả cầu nhện. Nè, nhột quá. Tránh ra đi. Quả cầu nhện. Regina. Chris, thấy sao? Thấy sức mạnh của quả cầu nhện chưa? Để ta cho ngươi thử thêm một lần nữa. Vậy nha. Quả cầu nhện. Trộn quá đi. Trời ơi. Cậu chủ, có quá nhiều quả cầu nhện, chúng ta không thể tấn công riêng lẻ được. Phải tiêu diệt chúng cùng một lúc. Hiểu rồi. Phải tiêu diệt bằng một đòn duy nhất. Chiến binh vĩ đại, đấu sĩ Megadi, Tyranno. Chắc là ngươi rất khó chịu khi thấy sức mạnh mình thua kém so với tao phải không? Ta mới là kẻ mạnh nhất. Xem sức mạnh của những quả cầu nhân. Ngươi không còn cơ hội đến nữa đâu. Đừng có mơ. Kiếm phát âm thanh. Đã đến lúc kết thúc rồi đó.
thật sự đúng là bậc thầy Dino rồi. Một bậc thầy Dino thực thụ đó. Vẫn chưa xong đâu. Hả? Rakina? Có thể là một cái bẫy. Cậu phải luôn đề phòng vào. Nhưng mà khoan đã, mình không hiểu. Ta vẫn chưa biết đứa nhóc đó là ai. Đó vẫn có thể là một kẻ địch. Ngươi cũng vậy. Rakina! Như vậy đủ rồi. Tập trưởng. Tập 3. Cuộc tấn công từ lòng đất. Hình như chúng ta có một vị khách không mời mà tới. Là con này ông ơi. Hả? Thôi trốn rảo. Nhanh đi, cậu ấy thật sự là bậc thầy Dino đó. Chính là tôi. Ông tin cậu ấy đã đánh bại Mobile Legend không? Nhìn nè, cậu ấy đúng thật sự là một chiến binh xuất sắc đó. Bộ tộc Spino được biết là rất coi trọng danh dự. Cách cư xử này là sao? Danh dự sau thất bại cách đây 10 năm dưới tay dù bóng tối, điều đó đã không còn quan trọng với chúng tôi nữa. Bộ tộc của chúng tôi quan tâm lúc này là sự sống còn. Ông vừa nói là 10 năm trước hả? Như vậy có nghĩa là chúng ta đã trải qua cổng thời gian 10 năm rồi sao? Lạ quá, chỉ vài giây thôi mà. 10 năm? Thì ra là vậy, nên hành tinh đã thay đổi. Vua bóng tối đã chế ngự chúng ta. Hành tinh Dino đã bị ông ta kiểm soát. Vua bóng tối? Tên vua bóng tối này là ai vậy hả ông? Giờ nói thì hơi khó tin, nhưng mà ông ta từng là một vị anh hùng vĩ đại. Vào thời kỳ mà hành tinh Dino rất thịnh vượng, dù bóng tối là một vị tướng tài ba nhất. Quốc vương phong ông ta là đội trưởng đội cận vệ. Khi Dino khởi động chiến tranh, ông ta đã ra sức bảo vệ quốc vương chúng tôi bằng tất cả sức mạnh của mình và đã cứu tất cả mọi người. Nhưng tham vọng quá lớn đã lấn át ông ta, nên ông ta không thể cứu bản thân mình. Bất ngờ, Komosara xuất hiện và đưa ra một lời đề nghị ông ta không thể từ chối. Đưa cho ông ta viên đá thiên hạ. Ta sẽ ban cho người sức mạnh để thống trị vũ trụ này. Với sức mạnh mới của mình, dù bóng tối đã nhấn chìm hành tinh Dino của chúng tôi trong bóng tối. Tất cả chúng tôi rất muốn ngăn cản nhưng thậm chí không có cơ hội. Cuối cùng thì chúng tôi đều bị đánh bại. Và tất cả chỉ bởi vì sự phản bội của một người. Sao? Công chúa của chúng tôi là người cuối cùng của hoàng gia đã mang theo hy vọng cuối cùng bỏ trốn. Chuông báo là thứ duy nhất có thể cứu hành tinh của chúng tôi khỏi chùa bóng tối. Công chúa đã hứa với chúng tôi sẽ cùng quay về đây với bậc thầy Dino cuối cùng đến từ trái đất. Nhưng cô ấy đã không giữ được lời hứa đó. Cô ta đã bỏ mặc hành tinh này để cứu lấy bản thân. Công chúa là kẻ phản bội. Khi công chúa lấy chuông báo, cô ta đã tước đoạt hy vọng sống cuối cùng của hành tinh này từ tay chúng tôi. Một kẻ phản bội hèn nhát. Bây giờ cô ta đang đứng trước mặt chúng ta. Tôi nói không đúng sao công chúa Rakina? Hả? Rakina? Công chúa Rakina? Gì vậy? Cái sao vậy? Công chúa Rakina? Kẻ phản bội Rakina, chuẩn bị tinh thần đi. Các ngươi gọi ai là kẻ phản bội? Đầu hàng đi. Chạy thôi. Ôi không, làm ơn cứu tôi với. Đó là gì vậy? Quái vật sâu tử thần. Ngay khi hành tinh chuyển sang màu tối, những sinh vật độc ác sẽ xuất hiện. Nhưng mà tại sao không có một người nào cứu chiến binh Spino đó? Không có cách nào đánh bại được tên quái vật đó đâu. Chờ xem tôi đây. Leo, sẽ cứu cô ấy. Không leo, ở yên đây. Hả?
Một quái thú robot. Rex. Được, để đó cho mình. Yeah. Tyranno, chuẩn bị biến hình. Sẽ không chạy trốn ngươi nữa đâu. Nguy hiểm lắm, chạy đi. Thử cái này đi. Tia chớp đai. Hả? Hả? Tyranno tăng áp. Tia khí. Cậu chủ, đừng sử dụng bộ tăng áp này đâu. Đã sẽ nhanh tiêu hao năng lượng đó. Cô định làm gì với nó? Tôi đang làm những gì cần phải làm. Rex, đây là cơ hội duy nhất. Cậu phải nắm lấy khi nhiệt độ tấn công của nó bị ngưng. Nhanh lên. Nhưng làm sao? Vào lúc mà chúng ta ngưng sử dụng cầu lửa, chúng ta có thể bị chôn vùi trong lòng đất mãi mãi. Cuộc sau là đòn tấn công chính.
Nếu không có đất, tên quái vật đó sẽ không thể nào ẩn mình được. Đúng vậy, nếu chúng ta không sử dụng mặt đất mà sử dụng bầu trời, giờ thì lập tức loại bỏ giới hạn tăng áp Cyrano. Đây là cơ hội duy nhất. Làm ngay đi. Đúng rồi, tắt tăng áp Cyrano. Rangina. Tận hưởng đi bữa ăn cuối cùng của ngươi. Công chúa Rakina, trong suốt 10 năm qua không một giây phút nào là tôi ngừng nghĩ về cô và cái chuông báo kia hết. Nhưng bất công quá, tôi vẫn giữ lời hứa, chỉ là nó mất khá nhiều thời gian thôi. Tôi biết cô không phải là kẻ phản bội, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại nghi ngờ lòng trung thành của công chúa và hành tinh này. Cảm ơn vì công chúa đã quay lại. Wow, Res, nhìn kìa, ở đây kìa, đó, đó. Wow, tuyệt quá, Bốc vận mệnh của bộ tộc Spinal. Cuối cùng cũng tìm ra người đã thiên hà. Sắp đến lúc để chúa tể Cosmos Red hồi sinh. Vũ trụ này sẽ sớm là của ta. Wow, một hang động khổng lồ. Wow. Wow, cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ta chỉ các cậu mà ngôi làng chúng tôi bị kẻ thù phát giác đó. Bọn chúng đến để lấy viên đá thiên hà. Nhìn xem chúng làm gì với ngôi làng. Vừa bóng tối. Tôi không nghĩ bây giờ chúng tôi phải rời đi. Đúng vậy, ở đây không an toàn. Chúng ta chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng mọi người muốn tiếp tục chạy trốn mãi sao? Dù bóng tối sẽ luôn là mối đe dọa, chúng ta phải cùng nhau đánh bại đúng hắn. Đúng vậy, gần nào bậc thầy Dino Rex còn ở đây, mọi người không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ. Wow, con Rex ở đây rồi. Đủ rồi, chúng ta phải đi. Đúng vậy, chúng ta không thể thắng được dù bóng tối. Khoan đã, mọi người là bộ tộc Spino, những chiến binh vĩ đại, những chiến binh kiêu hãnh. Quên rồi sao? Mọi người phải chiến đấu, chứ sao lại bỏ chạy? Đừng tỏ ra mình hiểu biết. Làm sao chúng tôi có thể tiến hành cuộc chiến với một đám nhóc? Nếu tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi đủ năng lực thì sao? Đủ rồi. Để bảo toàn mạng sống của bộ tộc Spino, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Cậu ở bên kia đi. Nè Leo, chuẩn bị đi. Thủ lãnh, ta chiến đấu được không? Bậc thầy Dino thật sự rất là mạnh, nên nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu ta sẽ thắng. Sao cậu lại nghĩ tình ngớ ngẩn đó có thể chiến thắng chứ? Red không có ngớ ngẩn, cậu ta là anh hùng, còn cậu là kẻ nhát gan. Leo. Nóng quá. Leo, đây có phải là con đường duy nhất vào làng không? Phải, thung lũng này nằm ở cuối sa mạc nên được gọi là bức tường tử thần. Wow, cao thật đó. Ôi trời ơi, nhanh lên. Thôi trưởng lão, để Leo ở lại có an toàn không? Chúng ta không còn cách nào khác. Cậu ta và đám nhóc kia không chịu nghe là chúng ta. Thật ngu ngốc khi ở lại chiến đấu mà không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Không, chúng ta mới là những kẻ ngu ngốc vì từ bỏ danh dự của mình. Những đứa trẻ dũng cảm đó ở lại chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta. Chạy trốn như vậy có phải là số mệnh của ta không? Con đường chiến binh mới chính là vận mệnh của bộ tộc Spino. Bây giờ đã quá trễ để chúng ta quyết định rồi. Vẫn chưa đủ nhanh. Với tốc độ này, dù bóng tối có thể dễ dàng đuổi kịp chúng ta rồi. Cẩn thận một chút chứ. Các cậu có sao không? Mình xin lỗi, là lỗi của mình.
Leo thích ăn sơn rồng xiên nướng nhất luôn. Wow, nó thật sự rất là ngon đó. Chỉ với ba người chúng ta thì không có cơ hội chiến thắng đâu. Đừng có lo về chuyện đó, bậc thầy Dino Red sẽ lo liệu mọi chuyện giúp cậu. Mình cũng có thể trở thành bậc thầy Dino. Đúng vậy. Leo, đưa tay cho mình. Nè, được không? Oh, wow, đây là chuông báo. Mình sẽ nhận cậu làm học trò. Cậu sẽ sớm trở thành bậc thầy Dino thôi. Hay quá, Leo cũng có chuông báo. Yeah, yeah. Một bậc thầy Dino thật thụ luôn. Dino Ross. Hả? Sẵn sàng chưa? Người đã trốn ở đâu bậc thầy Dino? Ai là nhóc hư hả? Tên nhóc con ngạo mạn. Ta sợ quá. Leo, bắt đầu chiến đấu nào. Cái tên ngốc kia, tới đây. Đến lúc rồi. Wow, xích nữa thì làm được rồi, thật tuyệt vời. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá. Oh, Leo đã tác chiến thành công. Yeah. Không có tác dụng rồi. Các người còn giả thú vị hơn bộ tộc Spino hèn nhát đó. Nhưng bọn không biết khi nào thì đã rút lui. Bộ tộc Spino ta không phải là những người hèn nhát. Leo, đừng tấn công hắn nữa. Đúng là tên nhảy nhép. Giờ là lúc để người xuất hiện rồi đó, bất thầy Dino Red. Leo, con chó đuôi xanh đó chính là bọn khoan bị vua bóng tối điều khiển. Chúng ta phải biến đổi để muốn ngăn mũi khoan làm từ kim loại bóng tối. Tệ quá, Leo, mình tới đây. Thay đổi, chuẩn bị biến hình. Thần lửa Dino vĩ đại Tyranno, biến hình vĩ đại. Rex, kế hoạch tiếp theo. Leo, cố đứng dậy đi. Đi thôi. Nên tuân lệnh. Kẻ tiếp theo là người do Rex. Là bậc thầy Dino Rex. Được thì bắt ta đi. Ta tới đây. Chuyển đổi Tyranno. Kế hoạch thành công rồi. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Wow, không thể tin được, tao bắt được vua bóng tối rồi. Lũ nhai nhép kia, cách người dám. Vua bóng tối. Bỏ cuộc đi, kết thúc rồi. Công chúa Rakina, hãy để hành tinh Dino trở về như trước đây. Như trước đây sao? Ý ngươi là một hành tinh yếu kém thảm hại sao? Yếu kém thảm hại? Hành tinh này bị hủy hoại là vì ngươi đó. Nhờ có ta mà hành tinh Dino yếu kém thảm hại đã không còn, chỉ còn lại sức mạnh mà thôi. Giờ tốt nhất hay là ngươi hãy mau đưa cho ta viên đá thiên hà đi, cùng ta và chúa tể Cosmo Saurus thống trị vũ trụ. Ta vẫn còn có Red, ta và bậc thầy Dino sẽ cứu hành tinh này. Ngươi có chấp gì chuyện đó không? Ngươi chưa chịu thức tỉnh sao? Hãy kết thúc đi. Được rồi, tiến lên, cầu lửa. Có vẻ như ta phải tự mình ra tay rồi. Rex, Leo,
hẹn gặp ngươi, bậc thầy Dino Dread. Ta cứ tưởng ngươi có sức mạnh gì to lớn lắm chứ, nhưng xem ra ngươi cũng chỉ là một bậc thầy Dino yếu kém như những kẻ kia thôi. Không, thanh kiếm lửa. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta với những thứ đó? Bất thầy đại đô rét, cả thiên hạ bây giờ là của ta. Thấu lệnh, yeah! Đinh Minh mà bộ tàu Spino chúng ta đã chọn. Chúng ta luôn bảo vệ nhau dù bất cứ chuyện gì. Vậy Spino bắn đi. Các người chỉ đang làm chuyện vô ích thôi. Làm ngay đi, tấn công vào điểm sáng trên ngực hắn. Ta sẽ thành công với sức mạnh to lớn nhờ trái tim dũng cảm của các chiến binh Spino qua làm một Inferno Way. Ta đã đánh giá thấp các người. Chúng ta đã quên mất điều quan trọng nhất, định mệnh chiến binh của bộ tộc Spino. Sự can đảm của mọi người đã đánh thức được nó. Để ngăn chặn sự hồi sinh của Cosmosaurus, chúng ta phải tiêu diệt Kanine, nơi vô bóng tối tập hợp chuông báo. Có ai biết làm cách nào để đến được Kanine không? Chỉ có một người duy nhất trên hành tinh Dino biết đường đến căn cứ của Cosmosaurus, đó là Phù Thủy Phương Bắc. Phù Thủy Phương Bắc sao? Nhớ điều này, hiện giờ cô là người duy nhất thắp lên tia sáng cho chúng tôi. Thủ lĩnh, đã có thêm một tia sáng khác rồi. Còn một tia sáng khác nữa sao? Giờ đã đến lúc mọi người xuất phát rồi. Với sự giúp đỡ của cái này thì mọi người có thể đến làng phía bắc trước đêm thứ ba đó. Tôi thật sự cảm ơn. Bảo trọng, tạm biệt Lưu. Lần tới gặp lại hãy cùng nhau tập luyện nha. Chào. Một ngày nào đó mình sẽ gặp cậu. Tập 5, ảo ảnh tuyệt vời và bò cạp. Wow, nó rất được ở trên cổ tay cậu sao? Phía sau cũng có kẻ thù. Từ bỏ đồng hồ đó đi, và sau đó chúng tôi sẽ tha mạng này cho cậu. Cậu nói sao? Cậu thà trông đẹp đẽ còn hơn hả? Tôi chỉ làm như được bảo mà thôi. Bây giờ tôi phải đi đây. Cứu tôi với. Ở đâu ra vậy hả? Arcan, cẩn thận. Là ổ ảnh. Làm ơn đàng hoàng đi mà, không có nhiều thời gian cho chuyện này đâu. Dress, đẩy đi. Arcan, cậu có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại rơi xuống chết đuối như vậy? Là ảo ảnh. Mình nghĩ là mình bị rơi vô ảo ảnh của con quái thú đó. Nhưng khi mình rơi xuống,
mình thấy bộ mặt thật của con quái thú. Ôi không, là hắn. Ta khoan, radar của Rakina mà. Rakina, phải đẩy nổ hả? Đẩy mạnh hơn nữa. Red, con đừng hàng dâu nè, con đã ở đâu vậy? Chào ba. Có John và Emily nữa. Red, lưng lưng trễ. Red à, đừng nghe John nói. Cậu có nhớ mình không? Mình nhớ cả cậu mà. Mình biết mà. Mình nhớ hết tất cả các cậu. Không, đây là một con quái thú khổng lồ. Jack ơi, đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu. Đó là Mazinga sao rết. Mazinga sao rết hay khoe khoang về sức mạnh kinh khủng của mình. Nhưng mà hắn vẫn có điểm yếu, đó là... John, điểm yếu gì? Hả? John, Emily, còn nữa, pizza của mình đâu? Như vậy cũng được. Vậy ta sẽ giải quyết tình quái thú nhà ngươi trước tiên vậy. Đuôi lửa rực cháy. Hả? Hắn ta biến mất rồi. Hả? Không. Tự nhiên mở đầu xuất hiện vậy. Tyranno biến hình. Rex, cậu có đang đẩy xe không vậy? Trì Quan không hề dịch chuyển. Hả? Hả? Gì vậy? Rex! Ơi! Dấu đài đồ pizza ở đâu? Đâu rồi không ăn pizza, trả nó lại đây. Nè Rex, dấu cái gì? Rex, cậu đang làm gì vậy? Công chúa Rakina, cẩn thận. Hả? Kiểm soát âm thanh. Rex, cậu làm cái gì vậy? Công chúa Rakina như vậy cũng vô ích thôi. Cậu chủ không nghe chúng ta nói đâu. Sao? Vậy là sao? Rex không nghe những gì chúng ta nói hả? Rex đang phải chiến đấu với một kẻ thù tưởng tượng chứ không có thật. Đây rõ ràng là ảo giác do bọ cạp giấc mơ gây ra. Bọ cạp? Chúng ta phải mau tìm thấy con quái thú đó và dừng ảo giác này lại ngay. Thôi.
mình, bậc thầy Dino cũng không tự bỏ đâu. Đến đây. Ha ha. Ha ha ha. Kiểm phát âm thanh. Yeah, tuyệt quá. Lần này được rồi. Lại biến mất nữa rồi. Sao cứ biến hoài vậy chứ hả? Rex. Không nhanh như vậy đâu bọn cáp. Hả? Red ơi là Red. Thiếu tôi thì cậu không thể làm được gì hết hả? Akan, có thật là cậu không vậy? Cậu là Akan thật hả? Cậu ở trong đó đúng không? Đúng, là tôi thiệt mà. Thôi đủ rồi ha, cần phải xử lý hắn trước đã. Đây là kẻ thù thật sự đó. Khi Akan chặt đuôi của hắn đi thì ảo giác cũng biến mất. Hả? Vậy tất cả là ảo giác sao? Sao dám lợi dụng bạn bè và Pizza? Không thể tha thứ được. Hãy để cho hắn thấy những kỹ năng của bậc thầy thật sự đi. Thầy. Rakina. Tự nhận đòn này của ngươi đi. Tấn công ngược lại, khiên chắn plasma. Akan, kết thúc. Anh kiếm hoàng đế. Cậu vẫn còn nhớ đúng không? Một cạch thôi. Cuối cùng thì vẫn không cản được vô bóng tối nên cổng thời gian xảy ra chuyện và mọi người bị phân bố ở thời gian khác. Còn biệt đội và Kaya? Họ và Kaya biến mất ở đâu đó. Cách duy nhất là tìm được phù thủy phương Bắc. Phải vậy thì mới tìm thấy bạn và sự bình yên được. Mau đi tìm phù thủy phương Bắc. Chúng ta phải cứu các bạn. Khoan đã. Cậu biết phù thủy phương Bắc sao? Có một thứ cậu cần phải thấy ngay bây giờ. Hả? Hả? Đây. Tập 13. Sức mạnh của viên đá rồng. Ôi đừng có chạy nữa. Ừ chạy rồi sao? Chỉ kết thúc cuộc chiến cuối cùng với vua bóng tối. Hòa bình một lần nữa được lặp lại ở hòn đảo Dino. Tộc Spino sẽ luôn ở bên cạnh ngồi. Đúng vậy. Mọi người làm ơn xếp hàng đi. Tại sao? Làm ơn xếp hàng. Một hàng. Chắc là cần có chút thời gian để cho mọi người làm quen. Xếp một hàng. Còn nữa, Emily đã đoàn tụ với ba cậu ấy. Và hai người họ đang ngày ngày tìm cách để mà cậu ấy trở về hình dáng ban đầu đó. Còn Jack thì sao? John. Xin chào. Chào John. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề phải giải quyết. Không biết khi nào mới nhìn thấy màu xanh của biển như trước. Ngày đó có quay lại không? Hả? Cái gì vậy? Thống trị thế giới với Pizza. Mình đang nói cái gì vậy? Đúng là bị tẩy não thiệt rồi.
Hả? Cậu rảnh rỗi vậy sao không giúp một tay đi? Bậc thầy Dino rảnh rỗi. Không có viên đá thiên hà, tôi không phải là bậc thầy Dino nữa. Khi tôi lần đầu tiên tới hòn đảo này và gặp Red, tôi thắc mắc sao người như Red lại có thể trở thành bậc thầy Dino. Tại sao là Red? Nhìn cậu ta yếu ớt như vậy mà sao có thể được chứ? Tôi không thể nào tin được. Ừ, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng càng về sau, tôi thấy Red mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Trái tim bảo vệ mọi người mà cậu ấy mang bên mình thật là thuần khiết. Còn gì quan trọng hơn đối với bậc thầy Dino nữa? Regina, cô làm gì vậy? Một đống đơn hàng đang chờ chúng ta kìa. Dạ, con sẽ tới liền. Gì vậy? Sao tự nhiên cậu dừng lại? Mình sẽ tiết lộ bí quyết trở thành bậc thầy Dino. Cậu mau nói đi, nói đi. Bí quyết đầu tiên để trở thành bậc thầy Dino đó là bậc thầy Dino luôn luôn tuân theo quy tắc pizza và luật giao thông trên đường. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, những chiếc xe và bậc thầy Dino phải dừng lại và chờ cho người đi bộ qua đường an toàn. Được rồi, hiểu rồi. Khi đèn chuyển sang màu đỏ thì dừng, còn đèn chuyển sang màu xanh mới được đi. Ồ, quá tuyệt vời. Mình chỉ dạy một mà cậu đã hiểu hai luôn rồi. Cậu đúng là có tố chất trở thành bậc thầy Dino luôn đó. Được rồi, leo. Màu xanh kìa. Cao chủ. Hả? Nếu là màu tím thì thế nào? Khang. Hả? Thị trấn bị tấn công, nó đang gặp nguy. Chuyển sang màu xanh rồi. Nếu như đèn đỏ là lửa, vậy đèn xanh sẽ là nước thôi. Ngăn chặn kẻ thù là bước cơ bản để trở thành bậc thầy Dino. Cậu phải ghi nhớ bí quyết thứ hai này đó. Nhớ chưa hả Leo? Cậu chủ, cậu nói là nước kia mà. Thì đúng một nửa. Cậu chủ.
Dù không có viên đá thiên hà, tôi vẫn là bậc thầy Dino như trước. A Ken Thiên Trắng Plasma. Các cậu không biết cách chơi băng rồi. Sáng lên kìa. Đúng đó, Rakina, không phải cậu nói sao? Nếu có trái tim bảo vệ người khác và có lòng dũng cảm để chiến đấu thì người đó chính là anh hùng. Nhưng tôi không cố gắng để trở thành anh hùng. Ước mơ lớn nhất của tôi là bảo vệ hòn đảo Dino và những con người đáng quý này. Vì chỉ có khi đó tôi mới thật sự có động lực để chiến đấu. Bất thầy Dino. Bất cứ nơi nào có công lý, nơi đó sẽ có ánh sáng. Từ thuở xa xưa, viên đá rồng sở hữu sức mạnh ánh sáng, được phong ấn bởi viên đá thiên hà. Và người nào đánh thức sức mạnh đó sẽ được trao quyền để sử dụng nó. Người nào được số phận trao sức mạnh đó sẽ đi theo con đường của định mệnh của chiến binh rồng. Chiến binh rồng sao? Sức mạnh càng lớn thì đó trách nhiệm càng nhiều. Cậu có đồng ý đảm nhận sứ mệnh chiến binh rồng hay không? Nếu sức mạnh đó giúp tôi bảo vệ bạn bè và những người khác thì tôi đồng ý. Với danh dự của một bậc thầy Dino, chúng tôi sẽ chiến đấu với bóng tối. Bậc thầy Dino, thân hộ vệ ánh sáng, Ultra hợp nhất. Cái đó không thể nào. Nó đang to lên kìa. Đã tới lúc bóng tối bá chủ vũ trụ này rồi. Viên đá rồng không phải một đồ vật tầm thường để bọn loài người như các ngươi sở hữu. Comas, Sarus, vũ trụ này rồi sẽ trở về với bóng tối mà thôi. Quay lại nơi nó vốn thuộc về ngay từ lúc đầu. Khi nào còn bậc thầy Dino ở đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Bọn loài người ngu ngốc, ta sẽ trừ khử các ngươi. Ngu đàng hoàng đế. Bí quyết thứ ba để trở thành bậc thầy Dino, chúng ta phải có thật nhiều nguyên liệu đi cùng với nhau và nướng chúng ở một nhiệt độ thích hợp. Khi đó bánh pizza ngon lành đã hoàn thành. Tập trung tất cả sức mạnh vũ trụ lại. Bọn ta tới đây. Rex, Akan, cao chó. Nghe đi, bộ giúp con các người không có cửa đấu đại ta đâu. Không, ông sai rồi. Không chỉ hai chúng tôi, ông đang đối đầu với lẽ phải của toàn bộ vũ trụ này. Ánh sáng dịch vụ sẽ không bao giờ tắt. Đại bác tôi phóng. Chiến binh rồng. Tấn công! Fusion, it's no illusion.
Hả? Komosaurus. Chỉ là thần rồng. Ông ấy nói trong túi da của anh có mùi gì đó, chắc chắn là có đồ ăn rồi. Cũng có thể không phải thức ăn đâu. Xin lỗi nha Ken. Ngươi không nên cử động nhiều quá đâu. Đột nhiên ngươi ngất xỉu nên mọi người mới đưa ngươi về đây đó. Ta không cần ngươi giúp. Không có chi. Ken nè, trong đó có gì vậy? Anh muốn một mình hưởng hết chứ gì. Ta ngửi được nè. Xin lỗi nha, lương khô hết rồi. Với lại mấy ngày qua chưa ai có gì bỏ bụng. Cái này là thạch Dino. Lương khô khẩn cấp cho thợ săn Dino. Chỉ một viên thôi cũng có thể sống cả tuần. Nhưng trước khi ăn, các người phải biết là sao vậy, của nó thấy ghê vậy. Chưa nói xong mà. Cái này làm từ đuôi thằng lằn phơi khô một tuần, sau đó hun khói bằng trâu dài nhất của một con mèo, và được luộc trong phân 3 ngày của Dino. Tôi thấy cũng ngon mà. Mà đúng rồi, ngươi thì làm gì ăn mấy thứ đồ bình thường đó chứ? Chỉ dành cho thợ săn Dino mà. Ngươi nói gì hả? Nè, có ai có nước không? Chúng ta đã hết cạn nước lâu lắm rồi. Nhìn kìa, đó có phải hồ nước không? Kỳ lạ quá, sao tôi lại không nhìn thấy nó ở trên bản đồ ta? Nè Red, bên đó có đồ ăn kìa. Sao, đồ ăn hả? Có ăn được không? Phải kiểm tra thử xem. Chết, cậu cũng ăn thử đi. Tôi cảm ơn, mình ăn thịt no rồi. Mọi người nên cẩn thận, nhiều khi có độc đó. Ngon quá. Ngon thật đó. Đó là bánh ngọt dâu. Ăn một miếng thôi nha. Ăn ngon quá đi thôi. Cái Ricky này cũng ăn sao? Ngươi còn định đi theo ta tới bao giờ nữa? Ta không thể để ngươi đi lang thang một mình được. Chỗ này hoàn toàn không có trên bản đồ. Có thể là do không gian và bóng ma tạo ra đó. Vậy hả? Ngươi định đi tìm viên đá rồng một mình đó hả? Ta không hề muốn đi cùng lũ ngốc như các người làm gì. Chỉ thêm cản đường cản lối mà thôi. Hả? Là viên đá rồng. Đồ ăn gian, đứng lại đó. Bậc thầy Dino sẽ ăn cái cuối cùng này cho. Rest của tôi mà. Không đợi nào, tôi lấy nó trước rồi. Nè Red, Regina, không giống các cậu chút nào. Leo đâu mất rồi? Mau đưa đây, trước khi tôi nổi điên. Red, Regina, Leo đâu rồi?